Rồi hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị mình một lô đất mặt tiền đường nhựa. Đường này mình chạy thông vô là cửa khẩu nhánh bên của thuộc bến cầu của chú chị ha. Đó. Thì hướng này mình ra đường 786. Thì mình đi khoảng 2-3 km thôi đụng đường DT786 ha, cũng như là quốc lộ 14C nó từ Tây Ninh về Long An các tỉnh miền Tây. Thì đây có trụ của chú chị ha. Thì cái cạnh này mình dài xuống dưới là 30 m. Cái mặt tiền nhựa này là 30 m. Cái cạnh bên kia thì trên sổ không có, cho nên là em tính chắc khoảng ngắn hơn, chắc khoảng 26 mét thôi. Cái lộ giới quy hoạch lộ giới từ tiêm đường kéo vô là 15 mét của chú chị ha. Thì chủ cần bán cái lô này là 25 triệu một mét ngang. Nếu cô chú chị nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em ha. Đó. Thì mật độ dân cư rất là đông, đường xá thì rất là rộng ha. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú chị mình ha. 25 triệu một mét ngang. Đó, tổng diện tích này là ngang 30, cạnh này 30, cạnh kia tầm khoảng 25-26 m ha. Rồi, cảm ơn cô chú chị ha. Đất tọa lạc là ấp Long Thuận, xã Long Thuận, thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Rồi, từ vị trí đất em sẽ quay cho cô chú chị mình xem một đoạn ha. Đó. Thì lô đất mình bên đây có mặt tiền kinh. Đây đường này thì đường xe bốn bánh vô cũng được luôn cô chú chị ha. Cô chú chị mình theo dõi một đoạn. Cảm ơn cô chú chị mình đã quan tâm cho em một like tiếng kênh. Có tiền thì đất thấp thì mua đi để dành. Ở đây mình ra cái cổng chào này, ấp Văn Hóa Long Hưng nè, thuộc huyện Bến Cầu. Rồi mình di chuyển thẳng ra ngoài là đường 786 như là chợ, thì tầm khoảng 2 km thôi. Chợ, rồi ủy ban, trường học, nói chung là đầy đủ tiện ích công năng, là khoảng 2 km của chú chị. Mình chạy thẳng luôn là để chợ cô chú chị ha. Thì cô chú chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Bữa đó em có quay lô đất gần đây rồi, em biết mật độ dân cư ở đây đợi rồi kia rất là đông. Thì cô chú chị cần thì em gửi cái Google Maps để xem á. Bây giờ em chạy tới ngoài chợ thì mất công, nghiệp em ha. Rồi tiếp theo video luôn, tại vì tính kết thúc rồi. Lớp nhà bá của chú Địa nên là chạy qua luôn em không quay. Đó thì có con em ở đây đi học tiện.
tầm khoảng 1 km hơn xíu thôi. Mật độ dân cư quá đông, chạy khoảng 2 km thì chợ, ủy ban, rừng ngọc, tiện ích xung quanh, nó mật độ dân cư quá đẹp. Chị thấy đây có cổng chào ấp Văn Hóa Ngã Tắc, là đường DT782 của chú Tỉa, cũng như là ủy ban, trường học sẽ nằm ở đây, xung quanh chợ luôn của chú Tỉa. Ở đây là có chợ Long Phi, tâm huyện Vĩnh Thao, xã Long Thuận. Ở đây là trường trung học cơ sở Nhân Ngạn. Trước mặt bên tay trái đây là ủy ban. Quẹo hướng tay phải này là vô chợ Long Phi. Đây mình về hướng này là chợ rồi cô chú chị ha. Thì trước mặt mình đây là Bách Hóa Xanh. Hướng này mình chạy về trung tâm thị trấn Bến Cầu và mình ngược lại thành phố Tây Ninh cô chú chị. Rồi, cảm ơn cô chú chị mình đã quan tâm và theo dõi, đăng ký kênh để cập nhật thông tin và đăng ký nhắn. Cảm ơn.